Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hàn Đạo Computer. Chúng mình nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến công nghệ ở trên các kênh như là YouTube này, Facebook này, Instagram này, và cũng có khá nhiều câu hỏi tự tựa giống như nhau, và chúng mình cũng không thể nào mà tổng hợp hết và trả lời ngay lập tức các câu hỏi đấy được. Và cũng chính vì vậy, Hàn Đạo Computer đã ra mắt chương trình đó chính là Giải Ngố Công Nghệ. Chương trình này chúng mình sẽ tổng hợp các câu hỏi liên quan đến công nghệ này, máy tính này, có khi là chính về bản thân chúng mình nữa. Và chúng mình sẽ sàng lọc và tổng hợp câu hỏi và up lên video trả lời vào mỗi cuối tuần. Và ngay bây giờ các bạn có thể đặt câu hỏi ngay phần dưới video này, và để chúng mình tổng hợp và trả lời câu hỏi trong chương trình Giải Ngố Công Nghệ tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.